Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.